cái bệnh này gọi là tật khúc xạ, tật khúc xạ và đục thủy tinh thể cả nhà. Hai cái bệnh này mình có thể phòng được nha cả nhà. Mình có thể phòng được. Protein là một cái chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nơi nào có sự sống là nơi đó có protein. Và mắt của chúng ta cũng rất cần có protein luôn cả nhà. Đây là một cái tế bào mà mọi người nhìn thấy. Mắt thì cũng giống vậy thôi. Mắt cũng có tạo từ một cái tế bào. Chính vì thế cho nên là nó cũng cần có gì? Có đa lượng, có vi lượng, có vitamin, có khoáng chất, có dưỡng chất thực vật. Và cũng cần có nước và oxy. Cả nhà ha. Cho nên nó là mình chỉ đơn giản, mình nhớ vậy thôi thì mình bổ sung đầy đủ vô là đủ. Nhưng mà trong cái thức ăn của mình thì định nói rồi nó sẽ không đủ. Chính vì thế cho nên mình cần phải bổ sung dinh dưỡng. Chuyên viên dinh dưỡng anh Huy cùng bác sĩ Nguyễn Hoàng Cụ và phu nhân của bác sĩ Cụ và toàn thể các cô chú các anh chị một lời chào thân ái, một lời chúc sức khỏe. Như MC đã vừa mới giới thiệu, Định là một bác sĩ chuyên ngành y cả nhà, chuyên ngành nhãn khoa, và đã công tác ở ngành y hơn 30 năm. Và ngày hôm nay, ngày Chủ nhật thật là đẹp trời đúng không ạ? Mà bác sĩ không ở nhà mà lại ở cái lớp dinh dưỡng như thế này, các anh chị có thấy lạ không ạ? Vâng, giống như MC Lê Hoàng, đó là cháu của Định cả nhà. Định cũng đã từ chối Nutrilite 5 năm. Thật sự mà nói thì hỏi các anh chị, với một bác sĩ thì có dễ đón nhận Nutrilite không ạ? Rất là khó đón nhận có đúng không? Bởi vì là mình học được ở trường y cả nhà. Mình học được ở trường y thì tất cả các kiến thức về y khoa bảo rằng đó là mình sẽ là bác sĩ và làm tận tâm thì có thể giúp được bệnh nhân thoát khỏi những cái cơn bệnh. Nhưng mà không phải là tất cả những bệnh nha các anh chị ha. Nhưng mà đó là các anh chị biết rồi, bệnh là đi tìm bác sĩ đúng không ạ? Chứ mắc gì đi tìm dinh dưỡng đó đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì Định sẽ không cho các anh chị dùng thuốc đâu, các anh chị. Và cái chủ đề ngày hôm nay là giải pháp cho đôi mắt sức khỏe. Bác sĩ mà mình sẽ là bác sĩ cho chính mình hay cả nhà ha. Bởi vì trước đây á, một bác sĩ như Định thì mình hoàn toàn không đón nhận về dinh dưỡng. Nhưng mà đâu đó các anh chị biết không, không phải là bác sĩ không bệnh có đúng không? Bác sĩ bệnh rất là nhiều luôn các anh chị. Bởi vì thời gian làm việc của bác sĩ hầu như là không có thời gian rảnh, từ sáng cho đến 8 giờ tối. Ăn uống thì cũng qua loa, nghỉ ngơi thì cũng qua loa. Cho nên nó là sức khỏe mỗi ngày mỗi đi xuống cả nhà. Và công việc thì rất là áp lực. Những cái đêm mà mình trực đêm bây giờ mình nhớ lại mình rất là sợ luôn. Những cái đêm trực cố định nó là hầu như sáng đêm không biết ngủ là gì cả nhà. Chính vì thế cho nên nó là bao nhiêu năm như thế thì hỏi các anh chị xem cái máy còn rã muốn gì sức khỏe con người có đúng không ạ? Cho nên nó là bắt đầu một thời gian thì mình bị bất ổn sức khỏe cả nhà. Những cái bệnh gọi là rối loạn tiền đình, thoái hóa cột sống cổ, viêm dạ dày thì đó là những cái bệnh gọi là mãn tính. Và những cái bệnh đó là do là mình thiếu quan tâm tới sức khỏe không? Nói rằng bác sĩ mà lại thiếu quan tâm thì cũng là vô lý. Nhưng mà không có thời gian để quan tâm tới bản thân mình cả nhà. Mình quan tâm và những người bệnh xung quanh mình và những người thân của mình dành thời gian hết cho thời gian đó. Và bản thân mình thì ăn uống thì không có điều độ. Nhưng mà luôn luôn dặn bệnh nhân đó là ăn uống điều độ, ngủ cho đủ giấc. Cái đó là thường xuyên dặn cho bệnh nhân luôn. Nhưng mà mình nó thì sao? Kệ nó đi. Đúng rồi. Cho nên đó là một thời gian dài như thế thì Định bị bất ổn sức khỏe cả nhà. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ biết đó rằng là thuốc. Thì lúc đó nhà Định không thiếu thuốc cả nhà. Cái gì thiếu chứ thuốc thì không thiếu. Bởi vì mình làm ở bệnh viện và ở nhà còn một cái phòng khám nữa. Cho nên là thuốc thì không thể thiếu. Thuốc lúc nào cũng có bên mình. Và đó là cũng không có hết bệnh. Bởi vì
sáng nay các anh chị có học, có thấy rồi đó. Khi nào định vào đây thì mình cũng mới biết những cái kiến thức này. Thật sự rất là cảm ơn các chuyên viên dinh dưỡng, các thầy cô, trong đó có Đậu Cường, chuyên viên dinh dưỡng Cường, chuyên viên dinh dưỡng Duy, chuyên viên dinh dưỡng Kim Châu và chuyên viên dinh dưỡng Huy, và tất cả các anh chị ở đây cùng với các thầy cô ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và định đã được học được những cái kiến thức này. Thật sự ra mà nói, kiến thức về dinh dưỡng này thật sự rất là mới luôn. Bởi vì ở trường y á, mình cũng có học dinh dưỡng cả nhà, chứ không có học được như thế này đâu. Học được là giống như tiểu đường thì mình cần phải ăn như thế nào. Các cô chú, các anh chị cứ đi, ở đây mình nghĩ là cũng có người bị tiểu đường, đúng không ạ? Thì bác sĩ dặn như thế nào? Ăn uống hạn chế tinh bột, đúng không? Hạn chế ăn đồ ngọt đối với những người bệnh lý tiểu đường. Nhưng mà ăn bao nhiêu cho đủ và hạn chế như thế nào thì không có nói, có đúng không? Cho nên là ở cái trường y á, thì vẫn có dạy cho bác sĩ về dinh dưỡng, nhưng mà chỉ dạy một phần nhỏ thôi cả nhà. Nhưng mà khi được vào đây á, thì mới học được những cái kiến thức ở đây. Và những cái kiến thức ở đây thật sự rất là quý báu luôn. Trước đây thì tất cả những cái bệnh lý định đều cho thuốc uống, chích có, uống có và truyền nước có. Nhưng mà sau khi biết được dòng dinh dưỡng Nutrilite và bản thân được cải thiện cả nhà, bởi vì định hoàn toàn không có quan tâm tới cái dòng dinh dưỡng này đâu. Nhưng mà thật sự nói đến đây, cảm ơn lãnh đạo Lê Yến Quân, lãnh đạo Lê Yến Nhi là hai người em gái ruột của định đã đưa dòng dinh dưỡng Nutrilite đến. Và mình cũng mượn to bàn tay của các anh chị gửi đến lời tri ân của hai người em của mình ạ. Lãnh đạo Yến Nhi và lãnh đạo Yến Quang biết định đang trong giai đoạn bất ổn sức khỏe cả nhà, nhưng mà thấy chị mình vẫn chích thuốc, vẫn uống thuốc nhưng mà không hết. Một ngày nọ thì Quang nói với chị là chị uống dinh dưỡng này đi, dinh dưỡng này có thể cải thiện sức khỏe. Lúc đó thì mình mới tào lao, ba cái này làm gì hết là kêu uống. Thật sự ra định không có quan tâm và định cũng không có nhìn tới những cái loại dinh dưỡng như ở trên bàn này đâu cả nhà. Nhưng mà em mình thấy chị mình khó quá, không nói được. Và lúc đó chuyển qua cái chế độ dinh dưỡng buổi sáng thay cho buổi ăn sáng của định cả nhà. Cả nhà thấy tuyệt vời chưa? Mình là một cái người bận rộn, cho nên là nói có một cái gì đó để thay thế cho bữa ăn sáng, không cần phải ngồi ăn mất thời gian quá, thì mình đồng ý. Và khi mà mình dùng dinh dưỡng buổi sáng thôi cả nhà, thì cái thời điểm mà mình dùng dinh dưỡng đó thì có bữa có dùng bữa không, nhưng mà sau một thời gian thì mình cảm sức khỏe mình thay đổi từng ngày luôn cả nhà. Và lúc đó thì mình mới nói với em mình lúc này cảm thấy khỏe lên, và là không có còn bị những cái bệnh mãn tính như là đau cột sống cổ và rối loạn tiền đình nữa. Mình cứ nghĩ là chắc tại mình khỏe. Nhưng mà em nói là chế không để ý chế uống nhiều rồi, và chế không để ý tại sao chế khỏe. Nó nói như đúng. Và khi đó thì bắt đầu nhìn lại thấy những người em trong gia đình của mình, trong đó là Yến Nhi và Yến Quanh, là hai người em thường xuyên bệnh á. Định ngoài cái chuyên khoa nhãn khoa ra, định còn là cái chuyên khoa tai mũi họng được cả nhà. Cho nên đó là thời điểm đó là Quanh và Nhi bệnh rất là nhiều, kể cả lãnh đạo Châu ở đây luôn, là em rể của Định. Viêm mũi, viêm son, viêm amidan, viêm tất cả, tại vì Định làm mắt và tai mũi họng. Thì ở trong gia đình của Định á, có hai người bác sĩ, là anh của Định là bác sĩ chuyên về xương khớp, và Định là bác sĩ như nãy giờ Định nói. Tất cả những người bệnh trong gia đình, những người thân trong gia đình thì có hai bác sĩ lo. Và hiện tại giờ đến giờ lúc này thì có đến 4 bác sĩ trong nhà Định luôn, và có tới cũng 4 dược sĩ luôn ở căn nhà. Cho nên đó là mình rất là thần tượng với cái ngành y của mình. Các anh chị, các cô chú thấy y học bây giờ nó quá hiện đại, đúng không ạ? Nó quá hiện đại, nhưng mà bệnh thì cũng quá nhiều. Mọi người có đặt ra câu hỏi tại sao bác sĩ thì cũng quá nhiều, y học bây giờ nó phát triển quá nhiều nhưng mà bệnh quá nhiều, có đúng không ạ? Cho nên là những cái vấn đề này thì Định nghĩ là sáng nay các anh chị chuyên viên dinh dưỡng đã giải thích cho các cô chú anh chị hiểu rồi, đúng không ạ? Và trong gia đình của Định, từng người đều được cải thiện sức khỏe từ dòng dinh dưỡng Nutrilite đến cả nhà. Rất là cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên viên dinh dưỡng luôn. Chính vì Nutrilite hiện tại bây giờ giúp cho ba má của Định đến thời điểm này
82 tuổi rồi mà không cần uống thuốc nữa, cả nhà thấy hạnh phúc không? Nhưng mà trước đây thì mình rất là nhiều luôn cả nhà. Và trong gia đình mình có chồng của Định cũng vậy nữa, bệnh cũng rất là nhiều. Do cái công việc thôi, nhậu rất là nhiều luôn, cho nên nó là sức khỏe mỗi ngày mỗi đi xuống. Và Định cũng từng đưa anh đi khám bệnh viện ở Sài Gòn về tim mạch, về huyết áp, mỡ máu, rồi gút, nói chung là những cái bệnh đó là do giao tiếp, do công việc hàng ngày bán sức khỏe, và đến một ngày nào đó thì bệnh tật kéo đến. Thì những cái bệnh đó thì mình cũng đưa anh đi khám sức khỏe từ những cái bệnh lớn ở Sài Gòn, nhưng mà cũng không hết cả nhà. Sau một thời gian cho dùng dinh dưỡng thì đến thời điểm này anh cũng rất là khỏe. Và ba má rồi con cái trong gia đình, thật sự ra mà nói đến đây mình cũng có nói với tất cả mọi người một điều rằng không phải là dinh dưỡng giải quyết được tất cả, nhưng về dinh dưỡng của Nutrilite thì giúp cho tất cả mọi người có thể phục hồi những cái tổn thương với cả nhà nha. Còn không, mình không có nói là bác sĩ là không làm được gì là không đúng, bởi vì nếu như không có bác sĩ thì những cái bệnh cấp tính thì sao? Những cái bệnh cấp tính giống như là những cái đại dịch vừa rồi thì nếu như không có bác sĩ thì rất là nguy hiểm, có đúng không ạ? Nhưng mà tại sao thuốc thì nó giúp cho mình cắt cơn chống vậy những cái tình trạng viêm nhiễm thôi, nhưng mà nó không có khả năng phục hồi cả nhà. Và dinh dưỡng này thì nó có khả năng phục hồi nhưng nó không có khả năng điều trị. Cho nên nó Định là một bác sĩ, khi mà Định biết phối hợp giữa thuốc và dinh dưỡng thì có phải giúp cho bệnh nhân quá tốt không ạ? Và chính vì thế cho nên là càng ngày Định càng đi dinh dưỡng nhiều hơn. Và đó là tất cả những cái bệnh mãn tính thì mình sẽ chuyển dần qua giúp cho người bệnh là sử dụng dinh dưỡng để phục hồi cả nhà. Và ngày hôm nay đôi mắt cũng thế cả nhà. Cả nhà thấy giải pháp cho đôi mắt của chúng ta. Các anh chị thường nghe nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, có đúng không ạ? Nhìn vào đôi mắt thì mình sẽ biết được là cái người đó vui hay buồn, có đúng không ạ? Cho nên các bạn có những người nhìn vào đôi mắt là hiểu được tâm tư tình cảm của người đó luôn. Cho nên nó là đôi mắt là tính tiền tú rồi được quá chứ. Và là hỏi tài nhưng để ai cũng muốn cho mình có một cái đôi mắt sáng, có một đôi mắt tốt, đúng không ạ? Nhưng mà không phải ai cũng biết cách để bảo vệ đôi mắt của mình, đúng không? Nhất là trong buổi trong thời đại công nghệ hiện nay thì mắt của chúng ta nó bị chịu ảnh hưởng rất là nhiều về các công nghệ hiện nay. Nó rất là tiện lợi, đúng không? Giống như điện thoại ngày xưa thì đâu có điện thoại đâu, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì hầu như cái điện thoại là một cái vật bất ly thân của nhiều người, kể cả trẻ con và người già ai cũng cần sử dụng tới cái điện thoại, đúng không ạ? Nhưng mà là mình biết đôi mắt mình quý, nhưng mà mình không biết cách bảo vệ như thế nào để cho có một cái đôi mắt sáng, có một cái đôi mắt tốt, có đúng không ạ? Và đây các chị thấy đôi mắt của một trẻ con rất là đẹp, có đúng không? Một đôi mắt nhìn thật là ngây thơ và trong sáng, nhưng mà tại sao từ từ cái đôi mắt nó lại buồn đi, rồi nó lại mờ đi? Thì tại sao các anh chú, các cô chú, các anh chị có đặt vấn đề đó không ạ? Và để cho có một cái đôi mắt tốt thì mình sẽ bảo vệ như thế nào ha? Đây là cái đề tài của ngày hôm nay. Mình muốn nói đến đó là những cái yếu tố đưa đến những cái bệnh gọi là làm cho suy giảm thị lực. Mắt, con cái cấu trúc mắt dùm con. Đây, đây là một cái cấu trúc mắt bình thường của một cái người bình thường khỏe mạnh hay cả nhà. Các anh chị thấy đôi mắt nhìn thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Và bên trong là cái từng cái cấu trúc của mắt, thành phần của mắt. Và kể từ ngoài, tính từ ngoài vào thì ở phía trước là một cái kết mạc, khi chúng ta nhắm lại thì có cái bờ mi che lại là cái kết mạc, và tiếp theo đó là một cái môi trường trong suốt là cái giác mạc, thì thường nhìn cái tròng đen của chúng ta đó là giác mạc hay cả nhà ha. Và kế đó nữa là cái thủy tinh thể, và đằng sau đó là cái và võng mạc nha. Và đây là võng mạc thì có chứa nhiều thần kinh mạch máu của mắt của chúng ta. Và nhìn vào đôi mắt của mình thì mình thấy
bình thường mình cứ nghĩ là tạo hóa sinh ra cho mình có một cái đôi mắt thì cứ thế thôi, cứ đúng không ạ? Nhưng mà không biết bảo vệ như thế nào để cho mình có một cái đôi mắt sáng và khỏe. Và hiện tại đến thời điểm này thì những cái bệnh về mắt thì định nói sơ qua thôi. Còn tại sao và ngày hôm nay thì mình quan tâm đến hai cái vấn đề chính là đó là đục thủy tinh thể và tật khúc xạ. Bởi vì những cái bệnh không đưa những cái bệnh lý lên luôn. Đây các bệnh về mắt thì chúng ta có thể gặp viêm kết mạc, thì ở bên ngoài vào thì có bệnh viêm kết mạc chắc lẹo sụp mi và có các cái bệnh lý về tuyến lệ. Thì những cái bệnh này thì nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu, cảm giác như là cộm xuống rát và đau, thì những cái này thì chắc chắn mình phải tìm cho bác sĩ ha các anh chị ha. Cho nên là mình chỉ nói sơ ra để cho mọi người biết được là từ ngoài vào trong thì mắt thì nó có những cái bệnh lý gì. Bởi vì mắt đó các anh chị, một buổi như thế này mà mình nói hết tất cả các bệnh về mắt thì không thể, chỉ có riêng hai con mắt thôi thì định phải học 2 năm đó cả nhà. Cho nên là mình chỉ tóm gọn và mình chỉ nói là những cái phần ở phía trước con đưa hình này đây, những cái bệnh mà có thể gặp đó là bệnh chất lẹo đó các anh chị thấy không. Đây là cái bệnh này là hôm rồi như là lãnh đạo Tường có hỏi định là những cái bệnh này là thường gặp là do môi trường, do bụi bẩn. Cho nên là mình gặp những cái tình trạng này, virus vi khuẩn ở bên ngoài xâm nhập vào thì nó sẽ gặp những cái bệnh tình trạng như thế. Và đây là cái phần viêm kết mạc. Những cái bệnh này á thì chắc chắn các cô chú các anh chị phải tới kiếm bác sĩ rồi, chứ không cách nào mà hết được hai các anh chị ha. Và tiếp nữa là cái phần giác mạc, đây là phần kết mạc. Tiếp theo đó nữa là phần giác mạc. Bệnh lý giác mạc thì lúc nãy định nói rồi, giác mạc thì mình vào mình thấy cái tròng đen gọi là giác mạc, thì nó có khô mắt nè, viêm giác mạc nè, loét giác mạc nè. Con cho cái hình viêm loét giác mạc tiếp hình cho con. Đây là cái bệnh lý loét giác mạc, mà cái bệnh lý này rất là có thể gây đến mù lờ và có khả năng bỏ mắt luôn đó cả nhà. Do một cái dị vật thôi. Ở bên ngoài nhiều khi mình đi qua ngoài á, mình bị một cái lá cây hoặc là một cái lá lúa, đối với những người mà đi làm nông á, bị quẹt lên cái giác mạc thôi. Nhưng mà nếu như không có biết được cái sự nguy hiểm của nó á, thì có thể là bệnh nhân này tự đi mua thuốc rồi nhỏ thuốc, rồi nó sẽ đưa đến tình trạng loét như thế này. Và ở đây là cái mũ người ta gọi là mũ ở tiền phòng đó cả nhà. Tình trạng này là rất là nặng cho đôi mắt, có thể bị bỏ mắt hay cả nhà ha. Viêm loét, viêm thì còn có khả năng phục hồi, nhưng mà loét này nếu như mà điều trị không đúng cách thì khả năng là bỏ mắt. Mà đối với bác sĩ mắt mà bỏ mắt là coi như một ca tử vong trong cái nhà, ghê lắm luôn đó. Cho nên đó là các anh chị của chú thấy nguy hiểm chưa? Cho nên đó là mắt mình có vấn đề gì thì cái này là chỉ kiếm bác sĩ là chắc ăn hay cả nhà ha. Và tiếp theo đó là võng mạc bên trong nữa, là cho một cái môi trường trong suốt nữa, đó là dịch kính chúng ta lên thể, là một cái vấn đề phía sau là võng mạc đó. Xuất huyết võng mạc, tắc mạch. Tắc mạch thì có tắc động mạch, tắc tĩnh mạch. Nguyên nhân tắc như thế nào á, thì chút xíu nữa bác sĩ Cuộc nói cho mọi người biết. Bởi vì đây cũng có liên quan đến những cái bệnh lý gọi là huyết áp, bệnh lý tiểu đường, thì cũng đưa đến cái vấn đề tắc mạch của mắt nữa hay cả nhà. Và con đưa cái hình võng mạc lên cho cô. Đây là một vấn đề là bệnh lý của đáy mắt hay cả nhà. Bệnh lý của đáy mắt, cái này là bệnh lý đáy mắt do đái tháo đường. Nó có những cái đốm xuất huyết và những cái đốm xuất tiết như thế này. Cho nên đó là bệnh lý tiểu đường thì có thể gây tròn cho bệnh nhân mù mắt hay cả nhà. Rất là nguy hiểm chưa? Dạ. Rồi tiếp theo. Đây là cái hai cái vấn đề mà định muốn nói ngày hôm nay. Bởi vì những cái bệnh lý kia thì mình cần phải đến bác sĩ. Nhưng mà đối với hai cái bệnh này là quan tâm nè. Hai cái bệnh này gọi là tật khúc xạ, tật khúc xạ và đục thủy tinh thể cả nhà. Hai cái bệnh này mình có thể phòng được nha cả nhà. Mình có thể phòng được. Nhưng đây cũng là một trong những bệnh lý gây nguyên nhân gây mù hàng đầu của Việt Nam chúng ta luôn. Bởi vì là
những cái bệnh tại sao định đưa hai cái bệnh này lên. Đây là một bạn khúc xạ, đây là một cái bạn đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể còn gọi là cườm khô nữa hay cả nhà ha. Đó, cho nên đó là bây giờ hai cái bệnh đó thì giải pháp như thế nào? Mình muốn xoáy sâu vào hai cái gọi là đục thủy tinh thể và tập khúc xạ thôi hay cả nhà. Nguyên nhân lúc nãy mình nói nè, nguyên nhân cái thứ nhất là tại sao bị những cái bệnh này là do cái thói quen sinh hoạt của mình. Cái thói quen sinh hoạt của mình là có thể là mình sử dụng điện thoại quá lâu, hoặc là sử dụng máy tính thời gian kéo dài, thì nó sẽ làm tổn hại cho cái giác mạc của mình, nó có thể làm khô mắt, nó có thể làm tổn thương cái thị thần kinh, có thể làm tổn thương các tế bào sắc tố của võng mạc. Và cái nữa là ô nhiễm môi trường thì nó cũng làm cho những cái bệnh giống như là làm cho mắt của mình nó bị mờ đi, nhìn mờ. Và cái nữa là do chế độ sinh hoạt làm việc. Cái chế độ sinh hoạt làm việc của mình là mình thiếu mấy bạn mà làm việc lâu trên máy tính và không có vận động, không có tập thể dục, và ăn uống không điều độ, không đủ chất, cho nên nó là sẽ đưa đến những cái tình trạng, những cái bệnh này mình có thể cải thiện được nè. Bệnh đục thủy tinh thể, đây là những cái nguyên nhân đưa đến bệnh đục thủy tinh thể và bệnh tập khúc xạ. Và đục thủy tinh thể còn một nguyên nhân nữa mà ở đây thiếu, một nguyên nhân nữa là do dùng thuốc không đúng cách tới cả nhà. Có một số bệnh nhân á, dùng thuốc mà tự đi mua, đối với những người mà đau nhức xương khớp tới cả nhà tự đi mua thuốc, thì cái trong cái viên thuốc đó, cái viên thuốc mà giảm đau giảm nhức của mình đó, thì mình đau thì mình uống có đúng không? Mà khi mà mình bị mờ mắt thì mình có bao giờ mình nghĩ đến đó là nguyên nhân của những cái viên thuốc mà mình uống mà gây mờ mắt đâu, có đúng không? Các cô chú không có biết điều đó, nhưng mà đó là một cái thực trạng đối với những người mà bị đau nhức xương khớp, uống cái loại mà kháng viêm giảm đau lâu ngày thì mới đưa đến tình trạng đục thủy tinh thể sớm hơn và tiến triển nhanh hơn những người bình thường đó. Cho nên đó là những một trong những nguyên nhân, và đây là những nguyên nhân các con chú cô các cô chú các anh chị có thấy mình có thể phòng được không ạ? À? Đúng không? Lối sống mình có thể mình điều chỉnh lại được không? Và cái ô nhiễm môi trường thì mình cần cách che chắn ở bên ngoài á. Thì mọi người nói là đi ra ngoài mặc áo khoác rồi đội nón bảo hiểm rồi mang khẩu trang, nhưng mà con mắt thì để nguyên không mang kính, có thấy lạ không ạ? Đó mắt của mình nó rất là mỏng manh cần bảo vệ, nhưng mà mọi người hầu như quên đi cái phần bảo vệ cái võng mạc, cái giác mạc của mắt của mình. Cho nên đó là đây là những cái mà mình có thể phòng được thì tại sao mình không phòng, có đúng không? Giúp cho cái đục thủy tinh thể và cái tỷ lệ đục thủy tinh thể và tập khúc xạ của mình nó hạn chế đến mức thấp nhất, thì cái điều đó là còn hạn chế đi cái phần kinh tế gia đình của mình nữa. Và giải pháp thì đây lối sống như thế nào thì mình thay đổi như thế đó, đúng không ạ? Và mình thay đổi, mình ngủ cho đủ giấc nữa nè. Cái giấc ngủ của mình cũng quan trọng lắm cả nhà. Mọi người thấy mà một đêm mà mình mất ngủ thì sáng ngày hôm sau con mắt mình nó có lanh lẹ được không ạ? Đúng rồi, nó không thể nào nhanh nhẹn, nó không thể nào mà lâu lên được, đúng không ạ? Cho nên nó là mất ngủ thì nó cũng một trong những nguyên nhân làm cho thị lực của mình nó giảm sút và mỗi ngày, và nó sẽ làm cho cái tế bào thần kinh mắt thị giác của chúng ta cũng tổn thương hàng từng ngày, và nó làm cho suy giảm thị lực hay cả nhà ha. Đây là cái giải pháp cả nhà, thay đổi thói quen ngủ cho đủ giấc, tập thể dục. Cái vấn đề tập thể dục mọi người nó không có liên quan tới mắt, nhưng mà tại sao khuyên là tập thể dục? Bởi vì khi chúng ta tập thể dục á, thì là khi chúng ta vận động á, thì máu huyết lưu thông thì nó sẽ đưa mắt đến tưới cho cái võng mạc của mình tốt hơn, và khi đó thì mắt của mình nó sẽ đủ máu lưu nha cả nhà ha. Và còn một cái nữa là tập thể dục cho đôi mắt, vận động đôi mắt. Để định chỉ cho một cái mà để mọi người về tự tập thể dục cho đôi mắt với cả nhà. Cả nhà cứ đưa hai ngón tay lên, bàn tay xoay nhẹ. Và bắt đầu đưa hai ngón tay vào đầu chân mày, xoay vùng quanh mắt. Dạ, xoay vùng quanh mắt. Đấy,
Và cái nữa đó là mình để cho nó tập trung hơn để giúp cho cái đồng tử của mình nó lanh lẹ hơn, thì các cô chú cầm cầm một cái vật gì đó để phía trước mắt mình, để giữa nha, rồi mình đưa lại gần mắt giúp cho cái đồng tử của mình nó nhanh nhẹn, và mình đưa xa ra chút xíu, đưa xa ra cái đó luôn. Và mình kéo lại 1,000 lần như thế thôi thì cũng là đã là giúp cho mắt của chúng ta nó là linh hoạt hơn như cả nhà ha. Rồi, có thấy dễ không ạ? Rồi, và cái nữa là cái góc học tập của trẻ con và người làm việc cũng thế. Cái bàn làm việc của mình đầy đủ ánh sáng như cả nhà ha. Và bàn học cũng phải là để cho nó, đừng có để cho bé mà trẻ mà ngồi gục gần sát quá, gần sát mặt bàn quá thì cũng dễ cho là mắt của mình nó bị cận thị. Và cái nguyên tắc mà để cho mắt của mình á, là đối với những người mà làm việc bắt buộc cần phải làm việc trên máy tính nhiều á, thì đây là cái nguyên tắc cần thiết 20-20-20. Các cô chú, các anh chị hãy nhớ 20 là gì? Có nghĩa là khuyên các nhà khoa học khuyên mình rằng nếu mình làm việc cần phải làm việc trên máy tính thường xuyên thì mình làm 20 phút, mình cho mắt mình nghỉ ngơi và mình nhìn xa 20 feet, đó là tương đương 6 mét, và hai cái con số 20 đằng sau là 20 giây. Cả nhà nhớ chưa? 20 có nghĩa là mình đọc mình làm việc trên máy 20 phút, mình cho mắt mình nghỉ ngơi và nhìn xa 20 feet, nghỉ ngơi 20 giây, được chưa? Chớp mắt. Rồi, và cái nữa là mang kính khi ra ngoài, đây là một cái điều cần thiết luôn cả nhà. Như lúc nãy định nói, một chỉ cần một cái vật nhỏ thôi, có những người đi ra ngoài bị ong chích vào mắt, không mang kính bị ong chích vào mắt, chích lên giác mạc nha, chứ mà chích ở ngoài thì không nói, chích lên giác mạc luôn. Bác sĩ mắt thường gặp luôn, phải lấy cái kim ra, chích xong để kim lại trong mắt luôn, phải lấy ra, nguy hiểm không? Mình mang kiếm thì con ong nó làm chỉ chích vô được, đúng không? Rồi còn bị là bộ bù hông nè, rồi những cái lá cây gì bên ngoài á, có những người mà bị những cái mà mình thấy nó thật sự là nó rất là vô lý nhưng mà nó vẫn gặp. Giống như là khui một cái chai nước ngọt đi, khui một cái chai nước ngọt bật mắt dăng lên mắt một cái rồi là hư nhắc mặt luôn đó cả nhà, nguy hiểm không? Rồi là đi ra ngoài bị cái ngọn tỏ ngọn hứa gì đó quẹt một cái, đi mua thuốc mà hút không đúng, hư mắt tỏ mắt luôn, rất là nguy hiểm ha. Cho nên nó là nhớ mang kính khi ra ngoài hay cả nhà ha. Và tiếp theo đó nữa là chế độ ăn uống. Cả nhà thấy rồi, đây là thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng luôn, cả nhà thấy không? Sáng nay thì mình được học là thức ăn và thuốc, được đúng không ạ? Đúng không? Sáng nay tôi học bài thức ăn và thuốc, đúng không ạ? Cho nên đó là mình biết rằng cơ thể của chúng ta lớn lên bằng thuốc hay là lớn lên bằng thức ăn. Đúng rồi, quá tuyệt vời luôn, lớn lên bằng thuốc, đúng không? Cho nên đó là đây là những cái thực phẩm mà là chúng ta có thể ăn hàng ngày. Nhưng mà người ta hỏi là một cái câu hỏi ăn gì cho bổ, ăn gì bổ cho ta, đúng không? Nhưng mà ở đây á, ta thấy cái hình kia chắc là quên gửi lên. Đây rồi, mình nhìn thấy có phải đây là những cái nhóm chất đạm, vitamin, đường, chất béo có đủ hay cả nhà ha. Và mình rất là thích cái bài mà về cấu tạo của tế bào, tại vì cơ thể của chúng ta bắt đầu từ một tế bào, có đúng không ạ? Từ trong bụng mẹ của chúng ta được mang thai cũng từ một tế bào, nhưng mà cái tế bào đó lớn lên, được nuôi dưỡng lớn lên mỗi ngày, thì có ai mà bác sĩ nào mà kêu uống thuốc để cho bào thai đứa lớn lên không cả nhà? Đúng rồi, ăn thì nó mới lớn, đúng không? Chứ không có ai kêu mà uống thuốc mà bào thai đó lớn. Và có những cái loại thuốc mà bác sĩ cấm luôn, và nếu mà cần thiết phải dùng thì buộc phải bỏ mẹ, bỏ con lấy mẹ. Cho nên nó là thuốc rất là nguy hiểm luôn. Cho nên ngày hôm nay thì mình không có đề cập đến vấn đề thuốc, mà mình chỉ giúp cho mọi người hiểu được là cơ thể của chúng ta cần thức ăn, nhưng mà ăn như thế nào cho đủ thì thật sự ra ít có ai biết, đúng không ạ? Dạ. Mỗi cái loại thức ăn
thì đây là những cái thức ăn mà để bổ cho mắt không đó cả nhà. Và trong đây mình đưa ra thì các anh chị chắc của chú chưa có hình dung ra có đúng không ạ? Và ăn để cho đủ thì không đủ. Và thực phẩm bây giờ, hiện tại bây giờ thì mình ăn thì cũng là có nhiều hóa chất độc hại. Cho nên là mình nói là mọi người cũng ăn mà, ăn mỗi ngày mà, rồi sao mà cũng không đủ. Chính vì thế cho nên ta cần phải bổ sung với cả nhà ha. Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm. Những cái gì mình ăn thiếu, nhưng mà may mắn là mình được biết đến cái dòng dinh dưỡng Nutrilite, thì mình bổ sung vô để cho cái đôi mắt của mình khỏe. Bởi vì đây tất cả những cái thức ăn này là bổ cho mắt của mình đó. Nhưng mà ăn như thế nào cho đủ thì mọi người không biết. Mắt của mình nó giống như một cái tế bào bình thường thôi cả nhà. Con trong cái hình tế bào cho má được không? Protein. Ủa cái tế bào anh có đưa ra? Dạ, cho em có tế bào. Protein là một cái chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nơi nào có sự sống là nơi đó có protein. Và mắt của chúng ta cũng rất cần có protein luôn cả nhà. Đây là một cái tế bào mà mọi người nhìn thấy. Mắt thì nó cũng giống vậy thôi. Mắt nó cũng cấu tạo từ một cái tế bào. Chính vì thế cho nên là nó cũng cần có gì? Có đa lượng, có vi lượng, có vitamin, có khoáng chất, có dưỡng chất thực vật. Và cũng cần có nước và oxy cả nhà ha. Cho nên là mình chỉ đơn giản, mình nhớ vậy thôi thì mình bổ sung đầy đủ vô là đủ. Nhưng mà trong cái thức ăn của mình thì định nói rồi nó sẽ không đủ. Chính vì thế cho nên mình cần phải bổ sung dinh dưỡng. Bởi vì mình không đủ thì mình bổ sung, đúng không ạ? Cho nên là mình nhìn thấy những cái thành phần này có quen thuộc không? Tế bào trong cơ thể của chúng ta chỉ cần điều đó thôi thì chúng ta sẽ khỏe. Từng tế bào khỏe thì cơ quan khỏe và hệ cơ quan khỏe và cả cơ thể mình khỏe. Hay cả nhà ha. Dạ rồi. Nhưng mà mọi người không biết là cái chất gì nó giúp cho mắt mình nó sáng mắt hơn, đúng không? Thì lúc nãy đã nói rồi, protein. Protein thì nó là một cái một cái chất đạm mà không thể thiếu trong cơ thể của chúng ta. Nơi nào có đạm là nơi đó có sự sống, cho nên là không thể thiếu protein hay cả nhà. Và tiếp theo đó là omega 3. Thì trong thức ăn mình cũng có omega 3. Mình ăn omega 3 đó là trong nhiều nhất đó là trong cá hồi và trong cái chất béo mà ở biển, mấy cái loại cá béo mà ở biển đó. Nhưng mà những cái mà thật sự đồ biển bây giờ mình cũng rất là lo sợ những cái loại cá béo đó thì không biết bảo quản như thế nào. Chính vì thế cho nên mình cũng phải bổ sung cho cả nhà ha. Và tại sao phải bổ sung omega 3? Bởi vì trong cái omega 3 đó có cái DHA. Cái DHA đó là các anh chị biết không? Nếu mà thành phần á thì não mình có thấy quý không? Nhưng mà DHA ở não chỉ cần có 40% thôi, nhưng mà riêng ở võng mạc mắt là cần tới 60% DHA để bảo vệ cái võng mạc, giúp cho cái võng mạc của mình á bảo vệ cái lá mắt, thần kinh, thị giác của mình được tốt hơn. Và 60% của DHA DHA thành phần chính trong võng mạc. Và tiếp theo đó là vitamin A cả nhà. Vitamin A thì nếu như mà các cô chú các anh chị thường có nghe thấy là ba mẹ hay cho đưa con đi uống vitamin A không ạ? Nhưng mà vitamin A bổ sung như thế nào cũng không có biết. Bác sĩ thì liều lượng bác sĩ mới cho được. Còn ở đây mình chỉ cần dùng những cái dinh dưỡng lúc nãy là những cái loại mà trái cây có màu đỏ sậm, những cái rau củ có màu xanh sậm thì nó sẽ bổ sung cho mình cái vitamin A. Nhưng mà không hẳn là vitamin A, nó là tiền vitamin A, đó là caroten cả nhà. Rất may mắn là Nutrilite của mình có caroten. Và trong cái caroten đó nó có hai thành phần đặc biệt, đó là
cái lutein và cái zeaxanthin, hai cái thành phần đó nó là giúp cho hấp thụ ánh sáng xanh và tia cực tím, bảo vệ cho tế bào thần kinh thị giác và sắc tố võng mạc của chúng ta. Nếu mà chúng ta thần kinh thị giác và sắc tố võng mạc của chúng ta bị tổn thương bởi những cái tia cực tím và tia ánh sáng xanh điện thoại hoặc là máy tính, thì các cô chú các anh chị thấy đấy là những cái tình trạng mắt mờ và dẫn đến tình trạng là loạn thị cận thị. Cho nên đó là trong cái caroten của chúng ta nó có hai cái chất rất là quan trọng, đó là lutein và zeaxanthin, nó giúp bảo vệ tế bào thần kinh thị giác của chúng ta hay cả nhà. Và một cái nữa là vitamin A và kết hợp với protein thì nó sẽ giúp hình thành tế bào thần kinh thị giác luôn. Cho nên đó là đây là những cái thực phẩm mà mắt của chúng ta rất là cần. Và một điều đặc biệt nữa đó là khi mà mình bổ sung vitamin A cả nhà, nếu như mà chúng ta bổ sung bằng thuốc thì là không biết bao nhiêu và liều lượng như thế nào không biết, lỡ như mà mình dùng quá liều quá thì nó sẽ gây độc cho mắt của mình, không phải là chỉ độc không, nó gây mờ mắt nhưng mà nó gây độc trên những nơi khác nữa, nó sẽ làm cho là bị đau nhức xương luôn đó cả nhà. Đối với những người thường vitamin A mà uống vào liều lượng không kiểm soát được đó, đó là những cái và buồn nôn, là đó những là tình trạng nên là bị tình trạng mà thừa vitamin A và những cái cơn cấp. Còn nếu mà những người mà thiếu thừa vitamin A nên mãn tính thì nó sẽ là như thế, là nhiều mình uống nhiều mà nó là nhu nhập cho cơ thể mình một ít mà nó nhiều quá thì nó sẽ đưa đến tình trạng là bị tổn thương thận và tổn thương gan luôn, vô. Cho nên đó là tốt nhất là chúng ta đừng có tự ý mà dùng thuốc dùng vitamin A. Ai cũng nói là vitamin A sẽ bổ cho mắt, có đúng không ạ? Đúng là nếu như mình thiếu vitamin A thì mình có thể nhìn không rõ, mình có thể gây mù mắt bởi vì bị khô giác mạc gây mù mắt. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta bổ sung thức ăn như lúc nãy mình đưa trên bảng, đó là những cái thức ăn rau củ đó có thể bổ sung vitamin A cho chúng ta, nhưng mà liều lượng thì không có rõ ràng và chính xác, mình không biết ăn bao nhiêu cho đủ và thực phẩm thì không đảm bảo sạch, cho nên là mình có thể dùng caroten để mà giúp cho giác mạc của giọng mạc của mình được bảo vệ tốt hơn hay cả nhà ha. Một điều đặc biệt nữa đó là cái caroten này khi chúng ta uống thì không sợ bị ngộ độc giống như vitamin A, bởi vì caroten nó là một cái tiền tố của vitamin A. Khi mà mắt của mình cần hoặc là nơi nào, tại vì không phải là chỉ mắt cần vitamin A không, mà kể cả da của chúng ta cũng cần. Nếu như mà lượng vitamin A đã đủ rồi thì nó sẽ nuôi về và nó làm cái nhiệm vụ là chống oxy hóa chứ không phải là chuyển thành vitamin A, bởi vì caroten mà kết hợp với lại những cái enzyme trong cơ thể của chúng ta nó chuyển hóa thành vitamin A. Còn nếu như mà nó đã đủ rồi thì nó sẽ là làm nhiệm vụ chống oxy hóa hay cả nhà. Và tiếp theo đó nữa là vitamin C. Vitamin C này cũng rất là quan trọng luôn cả nhà. Vitamin C có ở đâu? Vitamin C nó có trong thức ăn của chúng ta và những cái loại rau củ quả là họ cam, chanh, cúc, và nó cũng có trong rau lá màu xanh. Cho nên nó là thức ăn là như thế, nhưng mà mình bổ, tại sao mình bổ sung vitamin C? Bởi vì mình ăn cũng không có đủ. Và tại sao mình cần vitamin C? Nếu như không có cái vitamin C thì cả mắt của mình là một cái môi trường dễ bị oxy hóa, cho nên đó là vitamin C chống oxy hóa cực kỳ tốt. Bởi vì là trong mắt của mình, tất cả các cái dịch trong cơ thể mình mà dịch mắt đó là cần vitamin C nhiều nhất. Và theo một cái nghiên cứu là một người mà chỉ dùng vitamin C mỗi ngày một viên thôi trong vòng 10 năm thì tỷ lệ giảm đục thủy tinh thể lên đến 80% luôn cả nhà. Cho nên thấy vitamin C quan trọng chưa? Và tiếp theo đó là vitamin E. Vitamin E thì nó đó là cũng rất là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ tốt luôn. Bởi vì tại sao mình không biết là các anh chị có học cái lớp mà những cái lớp trước thì có minh họa vitamin E để chống oxy hóa trong môi trường dầu đó cả nhà. Thì ở trong dịch mắt của chúng ta, trong môi trường, ở trong võng mạc của chúng ta là 60% là chất béo. Chính vì thế cho nên cần vitamin E để mà chống oxy hóa trong môi trường dầu, để giúp cho bảo vệ cái võng mạc của chúng ta được tốt hơn hay cả nhà ha. Và tiếp theo nữa là kẽm. Một cái
một cái vi lượng này rất là đặc biệt luôn. Nếu như thiếu kẽm thì sao? Nếu như thiếu kẽm thì liên quan đến thị giác. Những người mà thiếu kẽm ở cả nhà là có thể bị mù đêm, bởi vì kẽm nó là hình thành cái tế bào thần kinh sắc giác của mắt mình, cho nên nó là kẽm cũng không thể thiếu. Và bình thường thì thức ăn có kẽm ở đâu cả nhà có biết không ạ? Thức ăn mà mình ăn hàng ngày ở đâu có kẽm có biết không ạ? Đúng rồi, nhưng mà ăn nó là rất là tốn tiền và là cũng chế biến cũng rất là khó khăn, cho nên là mình chỉ cần kẽm á, Nutrilite của mình ở đâu có các anh chị biết không ạ? Quá tuyệt vời luôn, rất cô ít có kẽm anh chị ơi. Dạ, cho nên đó là đây là những mình rất là may mắn Nutrilite đã giúp cho mình bổ sung đầy đủ những cái thành phần này cho mắt của chúng ta luôn. Và thêm một cái phần không thể thiếu nữa, đó là viên gan cả nhà. Cả nhà có thấy lạ không? Cái vấn đề viêm gan này thật sự là mình cũng mới biết luôn đó cả nhà. Bởi vì là lần đầu tiên mình nghe lãnh đạo Lê Hồng Tráng nói rằng là mắt chủ về gan, thật sự lúc đó mình giật mình. Và chính vì thế cho nên mình đi tìm hiểu và đúng là như thế. Cho nên đó là có một số bệnh nhân cả nhà biết không, bị lao phổi thôi, uống thuốc kháng lao, vừa hết thuốc kháng lao thì lại bị không thấy đường. Và đến khám thì người ta đi khám mắt thôi, người ta đâu biết là người ta uống cái gì người ta bị đâu. Nhưng mà khi mình khai thác thì biết được là cái người này vừa kết thúc cái liệu trình điều trị lao thì bị tổn thương thị lực trầm trọng luôn. Và tại sao tổn thương thị lực? Bởi vì tất cả các cái thuốc đó chuyển hóa qua gan gây tổn thương cái lá gan, thì mắt của mình sẽ bị mờ, và có những người bị thoái hóa hoàn điểm bổng mạc, không thể phục hồi luôn đó cả nhà. Nghe hiểu không? Cho nên là viêm gan này cũng rất là cần thiết luôn hay cả nhà. Và cuối cùng thì trong một cái câu kết là mình sẽ tặng cho cả nhà một cái câu rất là hay, là của một cái người thầy. Cái người thầy này cũng là bác sĩ chuyên về nhãn khoa, là một cái bài thơ, một cái câu thơ, một cái câu thơ không? Đây rồi. Cuối cùng mình sẽ tặng cho cả nhà. Đây, con mắt quý như ngọc châu, con người mất đó còn đâu là đời, đúng không? Cảm ơn các cô chú anh chị lắng nghe. Tiếp theo đó là gửi lại